Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. 4 dấu hiệu ung thư thanh quản nhiều người thường bỏ qua. Ung thư thanh quản là một trong các bệnh lý ung thư vào mũi họng. Ung thư thanh quản giai đoạn đầu không có những triệu chứng rõ ràng. Do vậy, bệnh nhân thường bỏ qua, dễ gây lầm tưởng với những bệnh lý thông thường khác. Ung thư thanh quản chủ yếu thường gặp ở nam giới, chiếm trên 90%, ở độ tuổi từ 50 đến 70, chiếm 72%, từ 40 đến 50 tuổi, chiếm 12%. Song hiện nay, độ tuổi mắc bệnh ngày càng được trẻ hóa, và phụ nữ cũng mắc bệnh ung thư thanh quản nhiều hơn. Nếu được phát hiện triệu chứng ung thư thanh quản sớm, thì tỷ lệ chữa khỏi là 80%, nhưng đa phần các trường hợp chủ quan và thiếu hiểu biết, nên bệnh đã tiến triển ở giai đoạn muộn. Sau đây là 4 dấu hiệu nhận biết ung thư thanh quản bạn cần biết để việc điều trị bệnh mang lại hiệu quả cao nhất nếu chẳng may mắc phải. Thứ nhất, khàn tiếng. Các bác sĩ chuyên khoa cảnh báo, nếu chứng khàn tiếng kéo dài trên 3 tuần, đặc biệt ở độ tuổi lớn hơn 40, cần được xét nghiệm, thăm khám kịp thời. Đây là triệu chứng ung thư thanh quản sớm, thường gặp và đôi khi là duy nhất ở nhiều bệnh nhân. Thứ hai, ho. Ho là biểu hiện của nhiều bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm amidan, nhưng cũng là dấu hiệu thường gặp khi mắc bệnh ung thư thanh quản nên cẩn trọng. Khi mắc bệnh này, chứng ho kín đáo hơn và mang tính chất kích thích, đôi khi có từng cơn ho kiểu co thắt. Ở giai đoạn muộn, bệnh nhân còn thấy nuốt khó, sặc thức ăn, xuất tiết vào đường thở thì gây nên những cơn ho sặc sụa. Thứ ba, khó thở. Biểu hiện khó thở có thể xuất hiện sớm hoặc cùng lúc với khàn tiếng. Kích thước khối u ngày càng tăng thì khẩu kính của thanh môn ngày càng hẹp. Lúc đầu khó thở chỉ xuất hiện khi gắng sức lên cầu thang mang vật nặng, nhưng về sau chúng biểu hiện rõ rệt và thường xuyên hơn. Thứ tư, khó nuốt. Thường xuất hiện sau chứng khàn tiếng và khó thở. Lúc này khối u đã lan ra vùng hầu họng, kèm theo dấu hiệu đau tai. Bệnh nhân ở giai đoạn này không ăn cơm được, chỉ ăn cháo hoặc uống sữa, thậm chí phải đặt ống để bơm thức ăn. Sút cân không rõ nguyên nhân, kèm theo những bất thường nói trên là bằng chứng rõ ràng cho bệnh ung thư thanh quản. Do đó, bạn cần lưu ý thăm khám kịp thời để xác định tình trạng và có phương án đối phó phù hợp. Trên đây là những dấu hiệu nhận biết ung thư thanh quản mà mọi người nên cảnh giác với các triệu chứng này khi gặp.